Xin chào tất cả các bạn thân mến. Thưa vị, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cách mà để fix cái lỗi khi mà lập trình ứng dụng giao diện trên Visual Studio. Và cái lỗi này thường thường nó xuất hiện trong các bản từ 2015 trở đi. Và cái lỗi nó như thế nào thì bây giờ mình show cho các bạn coi cái lỗi luôn. Đây, vào Visual Studio. Ở đây là mình dùng Visual 2017. Những cái bản mà 2015, 2019 cũng tương tự như vậy, nhưng mà các bản 2019 cái giao diện nó mới hơn. Mình đã từng cài bản 2019 rồi nhưng mà do ăn tài nguyên ổ cứng nhiều quá, với lại nó ăn RAM nhiều quá thành ra mình xóa rồi, mình cài bản 2017 giờ nó ổn định. Đấy, nó vào rồi đấy. Thì cách làm nó cũng quen thuộc rồi. Đây là mình không nói lại nữa. Đây, C cộng cộng. CLR nên là lập trình ứng dụng dưới dạng giao diện nó cũng tương tự như lập trình một cái app bằng C# vậy đó. Đây, empty project. Ở đây mình lưu mình để thêm một thử cho nên là nó định nên mặc định như vậy, và mình đã set cái này từ trước rồi cho nên là nó cứ thế mà làm thôi. Nên mình để là empty project. Quá quen thuộc. Đó. Nó ra một cái project trống trơn và cũng dễ thôi. Kích phải vào cái sụt file add new item, chọn UI, chọn Windows Phone. Ở đây cái form của các bạn đặt tên là gì tùy, với lại cái hồi nãy là cái project lúc nãy của các bạn đặt tên gì tùy các bạn, nhưng mà ở đây là mình demo thành thử ra là mình không có chú trọng nhiều đến cái tên, mình chỉ demo thôi. Còn khi mà các bạn làm lập trình thì các bạn phải chú ý một chút. Đấy, Windows Phone, bấm vào Add thôi, Add thôi. Đang chạy cái file. Đấy, cái lỗi hồi nãy mình vừa mới nói nè, là khi lập trình giao diện nó không có ra sẵn cái khung để bạn thiết kế giao diện, nó ra cái bản này. Nó ra là có nghĩa là to prevent possible data load, nữa từ bản 2015 đi nó bắt đầu nó xảy ra cái lỗi như thế này khi mà mình tạo một cái giao diện rồi. Và khi lập trình giao diện nó rất là bực mình bởi vì là gặp cái lỗi như thế này từ bản 2015 trở đi. Vậy thì cái nguyên nhân sâu xa nó không có xuất hiện cái bản để cho mình thiết kế, mình tạo lập những cái form, mình xây dựng một cái chương trình nó ra cái lỗi này là do Microsoft, chính bản thân Microsoft không tạo sẵn cái hàm main cho chúng ta, vì thế là nó sẽ hay xảy ra cái lỗi này. Bây giờ thì cách làm nó đơn giản, tắt cái phần này đi, vào cái myform.cpp. Đây, cái file source code đây. Vào và viết lại, viết cái hàm main cho nó. Đây, thấy chưa? Nó không có cái hàm main trong này, cho nên là mình phải viết vào. Using namespace. Ở đây là namespace là trùng với cái tên project của bạn luôn. Ở đây là mình dùng project 1, cho nên là mình để project 1. Bây giờ thì viết hàm main thôi. Kiểm tra về của hàm là int phải có kiểm tra về của hàm là int là phải có return. Đây, tắt cái này đi. Bây giờ thì viết lệnh vào thôi, thì tạo một cái đối tượng mới. Thì cái đối tượng mới ở đây là cái form của mình. Và mình gọi cái lệnh sau ra log để cho xuất hiện cái hộp thoại ra màn hình, xuất hiện cái ứng dụng ra màn hình sau đó đó. Đấy, xong. Bây giờ thì mình thiết lập một số cái thông số để cho nó chạy lần đầu, rồi sau đó là mình giải quyết được cái bài toán. Các bạn kích chuột phải vào project 1 property. Ở cái mục linker này các bạn để ý nè, mục linker này nè là vào cái mục system. Subsystem các bạn set là Windows. Và cái advanced, cái entry point là cái hàm main vừa tạo. Là cái entry point này có nghĩa là cái hàm, nó hỏi là cái hàm nào để chạy được cái chương trình này. Thì mình học lập trình xưa nay mình đã biết rồi, cái hàm chương trình muốn chạy được chiếc nó phải có cái hàm main, mà một khi mà chương trình nó không có cái hàm main thì nó không có chạy được. Và đó là entry point, là cái hàm để cho thực thể chương trình đó mình set là hàm main. Sau đó mình ok thôi. Apply, ok. Xong mình lưu cái file này lại.
Mà mình đóng tất cả đi, mình chạy thôi. Đây, nó vẫn chạy trơn trung. Bây giờ các bạn vào lại cái myphone.h, cái content là các bạn để trung, rồi sau đó bạn lưu lại, sau đó tắt hết đi, rồi save on xong rồi các bạn tắt cái solution đi rồi bật lại, thì nó sẽ lưu cái lịch sử trong này rồi, cho nên là mình khỏi cần mình mở lại làm gì, mình khỏi cần mở lại từ cái đường dẫn làm gì đến mình. Nó sẽ lưu vào trong cái mục recent file. Còn các bạn 2019 nó ra một cái giao diện mà nó tự chọn luôn rồi, cái này nó khỏe. Chứ bản 2015 với 2017 là mình phải vào file rồi vào recent file, bằng vào cái project mình vừa tạo, hoặc là recent project hoặc solution. Nhưng mà mình lưu ý một chút là các bạn nên chọn, tùy chọn là recent project and solution, bởi vì nó mở nguyên một solution luôn chứ nó không có mở một file. File ở đây nó chỉ mở một cái file CPP hoặc là CSS hoặc là .h chấm này nọ thôi, cái file support thôi, chứ nó không có mở nguyên một toàn bộ cái dự án. Và phải chọn cái project này, bởi vì là mở toàn bộ hết tất cả một cái dự án là nó nằm hết trong này. Hồi nãy là mình để là project một, mình mở ra thôi. Đấy, bây giờ đắp chuột vào iPhone.h xem thử nó kết quả như thế nào nhé. Wow, được rồi này. Thì nó ra cái giao diện như thế này, thì tha hồ muốn viết vẽ vời, múa hương múa vượn gì tùy các bạn, và tạo một cái ứng dụng nào C cộng cộng nào đó cũng tùy các bạn. Và đến này là cái bước nó thành, đến này là tất cả các bước mình thực hiện nó thành công rồi đó, và mình chỉ có việc code hoặc là mình thiết kế cái phần mềm của mình bằng C cộng cộng thôi. Vậy thì cái bài video của mình đến đây là hết, và cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh của em nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.